Nội dung bài học tiếp theo tôi hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách và cách đánh lại số chứng từ trước khi in sổ sách ở trên phần mềm Misa. Khi các bạn hoàn thiện một bộ báo cáo tài chính đầy đủ ở trên phần mềm rồi thì chúng ta sẽ phải in sổ sách lưu và sau này để quyết toán với cơ quan thuế. Trước khi in sổ thì các bạn cần phải thực hiện kiểm tra đánh lại số chứng từ xem còn sai sót vấn đề gì không để chúng ta chỉnh sửa trước khi mà chúng ta in sổ. Để kiểm tra thì các bạn sẽ vào phần tiện ích kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách. Chọn kỳ các bạn cần kiểm tra toàn bộ nội dung. Khi kiểm tra toàn bộ nội dung mà phần mềm phát hiện ra có sự sai sót thì các bạn cần phải kiểm tra các vấn đề sai sót đó. Nếu như các bạn đã lập báo cáo tài chính làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp rồi thì các bạn sẽ phải kiểm tra, chỉnh sửa và nộp lại báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở đây thì có một số chứng từ liên quan đến tiền thuế, nộp thuế, giá trị gia tăng truy thu. Do đó phần mềm hiển thị ở trong phần chênh lệch giữa bảng kê thuế và sổ cái. Vấn đề này các bạn vẫn chấp nhận được. Đối với việc hàng hóa biếu tặng thì chúng ta không phản ánh vào tài khoản 511 và 711 nhưng chúng ta vẫn hạch toán trên hóa đơn bán ra, do đó phần mềm sẽ hiển thị sự chênh lệch. Việc thanh lý tài sản cố định thì chúng ta hạch toán phản ánh vào tài khoản 711. Phần mềm thông báo khác tài khoản 511 nhưng ở đây chúng ta vẫn ghi nhận là đúng bởi vì 711 là doanh thu bất thường, tức là doanh thu không thường xuyên phát sinh, do đó chúng ta hạch toán 711. Còn các thông tin khác đúng hết rồi thì chúng ta nhấn đóng lại. Kiểm tra xong thì các bạn quay ra đánh lại số chứng từ bằng cách là các bạn vào tiện ích đánh lại số chứng từ, chọn kỳ các bạn cần đánh số chứng từ, chọn lần lượt các chứng từ mà các bạn cần đánh. Đầu tiên là phiếu thu nhân lấy số liệu, không có chúng ta bỏ qua đến phiếu chi lấy dữ liệu. Tiền tố là PC, giá trị bắt đầu phần số là 1, tổng ký tự phần số là 5, 5 phần số và tiền tố là 2, tổng độ dài ký tự là 7. Các bạn nhấn đánh lại số chứng từ. Số chứng từ này là 7 số tương ứng với lại số hóa đơn, độ dài của số hóa đơn là 7. Thì sau này các bạn in nhật ký chung thì phần mềm sẽ đẹp hơn. Đánh lại số chứng từ xong các bạn nhấn cất. Cất xong các bạn nhấn OK. Tiếp theo đến chứng từ thu tiền gửi các bạn nhấn lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số là 1 và tổng ký tự phần số là 3. Đánh lại số chứng từ nhấn cất. Ủy nhiệm chi lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số là 1, tổng số ký tự là 4, đánh lại số chứng từ cất. Chuyển tiền nội bộ lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số là 1, độ dài ký tự là 3, đánh lại số chứng từ. Phiếu nhập kho lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số là 1, tổng số ký tự phần số là 5, đánh lại số chứng từ. Các bạn nhấn cất. Xuất kho tương tự. Bao giờ chúng ta cũng để là 1. Chuyển kho không có bỏ qua. Lệnh sản xuất không có bỏ qua. Nếu như mà có lệnh sản xuất thì các bạn cũng lấy dữ liệu và giá trị bắt đầu phần số cũng là 1 và tổng ký tự phần số là 4 cũng đánh lại số chứng từ. Ở đây không có tôi bỏ qua. Chúng ta chỉ cần đánh lại những chứng từ nào mà có phát sinh. Tiếp là ghi tăng tài sản cố định, giá trị bắt đầu phần số là 1, tổng số ký tự phần số là 3, đánh lại số chứng từ cất. Ghi giảm tài sản cố định, tổng số ký tự phần số là 3. Khấu hao tài sản cố định các bạn cũng nhấn lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số là 1, tổng ký tự là 5, đánh lại số chứng từ. Nhấn cất, OK. Mua hàng, chúng ta cũng đánh lại số chứng từ như vậy. Tương tự, mua dịch vụ, đánh lại số chứng từ. Những chứng từ nào có phát sinh thì các bạn phải đánh lại hết. Chứng từ nghiệp vụ khác, lấy dữ liệu. Giá trị bắt đầu phần số là 1, tổng ký tự phần số là 4.
cất. Tiếp theo là ghi tăng công cụ dụng cụ. Tổng ký dự phần số là 3, đánh lại số chứng từ. Phân bổ công cụ dụng cụ. Tổng ký tự phần số là 4, đánh lại số chứng từ. Đánh lại hết số chứng từ rồi thì chúng ta nhấn đóng lại. Và lúc này các bạn mới đi in các sổ sách báo cáo liên quan. Thứ nhất là sổ cái. Sổ cái các tài khoản và sổ chi tiết các tài khoản. Chúng ta vào phần báo cáo tổng hợp sổ chi tiết các tài khoản chọn kỳ các bạn cần in, chọn các tài khoản mà các bạn cần in, nhấn đồng ý. Và lúc này các bạn nhấn in hoặc là các bạn nhấn xuất khẩu ra Excel đều được. Tiếp theo là đến sổ cái các tài khoản. Ở đây tôi chọn sổ cái theo hình thức nhật ký chung. Chọn kỳ các bạn cần xem và chọn tất cả các tài khoản, nhấn đồng ý. Hoặc là các bạn chọn những tài khoản mà các bạn cần in. Sổ cái thì các bạn chỉ cần in tài khoản cấp 1. Chúng ta chọn những tài khoản mà các bạn cần in. Đó. Sau đó chúng ta nhấn đồng ý. Lúc này các bạn là nhấn xuất khẩu ra Excel để chúng ta thay đổi thông tin nếu cần. Còn nếu như mà thông tin đúng rồi, các bạn có thể nhấn in trực tiếp từ phần mềm luôn. Tiếp theo, đối với báo cáo về giá thành thì các bạn vào phân hệ giá thành, in tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh, chọn thống kê, chọn kỳ các bạn cần in, chọn tất cả các mã dịch vụ và chọn số tài khoản theo thông tư 133 là 154 hoặc theo thông tư 200 sẽ là 621, 622, 627. Sau đó các bạn nhấn đồng ý. Rồi chúng ta nhấn xuất khẩu ra Excel hoặc các bạn nhấn vào chữ in để các bạn in. Sau đó các bạn là chọn khổ giấy cần in, thường là A4 ngang, nhấn đồng ý, rồi các bạn in. Nếu đúng thông tin rồi thì các bạn in trực tiếp từ phần mềm, còn nếu sai thì các bạn là xuất khẩu ra Excel, sau đó thay thông tin công ty, rồi chúng ta in từ file Excel, đều được. Đối với giá thành thì các bạn in tiếp các thông tin như báo cáo, tổng hợp lãi lỗ theo công trình. Chúng ta vào phần giá thành, báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình, chọn kỳ các bạn cần in, nhấn đồng ý. Và các bạn nhấn xuất khẩu hoặc là nhấn vào chữ in. Tiếp theo là các bạn in về tổng hợp công nợ phải thu phải trả. Chúng ta vào bán hàng, tổng hợp công nợ phải thu, chọn kỳ các bạn cần in, chọn các khách hàng, nhấn đồng ý. Sau đó các bạn nhấn in hoặc nhấn xuất khẩu. Tương tự đối với lại chi tiết công nợ phải thu thì chúng ta chọn chi tiết công nợ phải thu, chọn kỳ cần in, chọn tất cả khách hàng, nhấn đồng ý. Chi tiết công nợ này là sẽ thể hiện các nghiệp vụ liên quan đến xuất hóa đơn và thu tiền của khách hàng. Các bạn nhấn xuất khẩu hoặc nhấn vào chữ in để in. Tương tự đối với công nợ phải trả thì chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn tổng hợp công nợ phải trả, chọn kỳ các bạn cần in và chọn loại tiền là tổng hợp, chọn tất cả, nhấn đồng ý. Sau đó các bạn nhấn xuất khẩu hoặc in. Còn nếu muốn in sổ chi tiết công nợ phải trả, các bạn vào chi tiết công nợ phải trả, chọn kỳ các bạn cần in, nhấn tích chọn và nhớ phải chọn loại tiền là tổng hợp, nhấn đồng ý. Bởi vì đối với công ty mà có giao dịch ngoại tệ thì phần mềm hiển thị cả ngoại tệ lên cho các bạn. Các bạn nhấn đóng lại. Tiếp theo là đến công cụ dụng cụ và tài sản cố định. Công cụ dụng cụ thì chúng ta in bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ của từng tháng. Không nên in của một năm và chúng ta nên chọn từng tháng một để in. Nhấn đồng ý. Các bạn nhấn xuất khẩu ra Excel nếu như các bạn muốn thay đổi thông tin hoặc muốn in trực tiếp từ phần mềm nếu như mà thông tin đúng rồi. Tương tự, tài sản cố định thì các bạn vào sổ tài sản cố định. Cũng in từng tháng một, nhấn đồng ý. Các bạn nhấn vào xuất khẩu hoặc nhấn vào chữ in để in. Tiếp là đến sổ quỹ tiền mặt thì các bạn vào quỹ, chọn sổ quỹ, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, chọn kỳ các bạn cần in sổ và tích chọn tài khoản 111 chi tiết, nhấn đồng ý. Các bạn nhấn xuất khẩu ra Excel hoặc là các bạn nhấn vào chữ in để các bạn in.
Đối với ngân hàng thì các bạn in sổ tiền gửi ngân hàng. Cái này chúng ta có thể in theo năm hoặc nhấn đồng ý. Và các bạn phải nhớ chọn từng tài khoản ngân hàng để chúng ta in. Các bạn xuất khẩu lên Excel hoặc nhấn in trực tiếp từ phần mềm đều được, nếu như mà thông tin đúng. Còn đối với các phiếu thu, phiếu chi thì các bạn sẽ phải vào phân hệ quỹ. Các bạn mở một phiếu chi nào đó ra, sau đó nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen cạnh chữ in, nhấn tùy chọn in. Phiếu chi này thì thường sẽ in vào cuối mỗi năm, sau đó chúng ta sẽ in cho tất cả các phiếu chi trong năm. Thì các bạn nhấn vào ẩn hiện chứng từ tích bỏ hết tất cả và chỉ chọn phiếu chi theo mẫu 02 gạch ngang TT. Sang phần in chứng từ, các bạn nhấn vào chữ in theo lô và nhấn vào xem trước khi in. In theo lô mục đích là để các bạn in tất cả các phiếu chi ra. Nhấn thực hiện. Chọn kỳ là năm nay là chúng ta in cả năm. Nhấn lấy dữ liệu. Tích chọn tất cả các phiếu chi cần in. Ở đây ngày hạch toán được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Do đó ở chữ ngày hạch toán các bạn tích con chuột trái một lần vào chữ ngày hạch toán. Để phần mềm sắp xếp lại theo thứ tự ngày tháng tăng dần để khi in chứng từ ra các bạn không phải sắp xếp lại nữa. Sau đó nhấn đồng ý. Nếu như muốn thay đổi thông tin thì các bạn phải xuất khẩu ra Excel. Sau đó nhấn Ctrl F để thay thế thông tin. Còn nếu như thông tin đúng rồi thì các bạn in trực tiếp từ phần mềm. Tương tự đối với phiếu xuất kho thì các bạn vào kho chọn nhập xuất kho. Các bạn mở một phiếu xuất kho nào đó ra. Cũng nhấn vào mũi tên tam giác ngược màu đen cạnh chữ in, chọn mẫu 02. Chọn kỳ các bạn cần in lấy dữ liệu. Và ở đây chúng ta chọn tất cả. Và cũng tích vào ngày hạch toán một tích để cho phần mềm sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Các bạn nhấn đồng ý. Và lúc này các bạn cũng nhấn xuất khẩu ra Excel. Ở đây chúng ta in theo lô do đó. Hoặc các bạn có thể vào tùy chọn in và tích bỏ hết các chứng từ, chỉ chọn mẫu 02 VT phiếu xuất kho và cũng nhớ tích chọn in theo lô và xem trước khi in, nhấn thực hiện. Và lúc này chúng ta cũng chọn kỳ cần in và tích chọn một lần vào chữ ngày hạch toán để phần mềm sắp xếp theo thứ tự ngày tháng tăng dần, nhấn đồng ý. Và lúc này các bạn cũng in được. Phiếu nhập kho thì các bạn cũng làm tương tự. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải in sổ nhật ký chung. Chúng ta vào phần tổng hợp chọn sổ nhật ký chung để các bạn in. Chọn kỳ chúng ta cần in, nhấn đồng ý. Các bạn xuất khẩu ra Excel hoặc là nhấn in trực tiếp từ phần mềm nếu như thông tin đúng. Ngoài ra thì có liên quan đến lương. Lương thì các bạn cần phải in hợp đồng lao động, chứng minh thư của người lao động, bảng lương, bảng chấm công và các mẫu cam kết của người lao động đối với công ty. Các báo cáo tài chính và tờ khai thuế chúng ta đã nộp hàng tháng, hàng quý thì các bạn tải ở trên trang thuế điện tử xuống, in ra và lưu lại. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải tải giấy nộp tiền thuế mà chúng ta đã nộp ở trong năm để in ra và lưu lại để khi quyết toán, chúng ta đưa ra để quyết toán. Đó là những chứng từ mà các bạn cần phải in khi mà chúng ta hoàn thiện báo cáo tài chính xong. In xong thì phải đóng sổ vào để riêng từng loại theo thứ tự thời gian để sau này các bạn sẽ dễ tìm. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách trên phần mềm Misa. Chúc các bạn học tốt!